Lữ Bố có thực sự là vị tướng quyền lực nhất thời Tam Quốc, cuối thời Hán trong lịch sử? Liệu Lữ Bố trong lịch sử có thật sự là mãnh tướng số 1 thời Tam Quốc, cuối thời Hán? Trong Tam Quốc Chí, Lữ Bố được ca ngợi là mãnh tướng số 1 trong thời Tam Quốc, cưỡi ngựa xích thố, cầm trong tay thương Phương Thiên Họa Kích. Ông đã từng một mình đối đầu với Lưu, Quan, Trương, ba người được xem là anh hùng số 1 thời kỳ đầu Tam Quốc trong trận chiến ở Quan Độ. Vậy Lữ Bố trong lịch sử thực sự là người như thế nào? Có phải mạnh mẽ như trong tiểu thuyết đã nói đến hay không? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý vị khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra đem nhiều video ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Thực tế, nếu nói về mức độ dũng mãnh cá nhân thì Lữ Phụng Tiên không chỉ có thể sánh ngang với các mãnh tướng thời Tam Quốc mà còn chắc chắn đứng trong hàng ngũ những người xuất sắc nhất. Lữ Bố sinh ra ở huyện Cửu Nguyên, tỉnh Tinh Châu, nơi Hán tộc và các dân tộc khác sinh sống đan xen, nền văn hóa địa phương mạnh mẽ. Vì vậy từ nhỏ, ông đã học được nhiều kỹ năng võ thuật. Theo ghi chép trong Tam Quốc Chí, Lữ Bố được biết đến với sức mạnh vượt trội và được xưng phụng là phi tướng. Trước đó trong lịch sử chỉ có danh tướng Lý Quảng của Tây Hán mới được gọi là phi tướng. Điều này cho thấy năng lực cá nhân của Lữ Bố thực sự rất nổi bật. Trong thời cổ đại, việc đánh giá năng lực cá nhân của các tướng quân chủ yếu dựa vào hai yếu tố. Một là bắn cung, hai là cưỡi ngựa, mà Lữ Bố lại có khả năng xuất sắc khó có đối thủ ở cả hai lĩnh vực này. Ngoài ra, đoạn trích kinh điển trong Tam Quốc Diễn Nghĩa về việc Lữ Bố bắn kích Viên Môn cũng là sự kiện có thật trong lịch sử. Khi đó, Lữ Bố đã bắn một mũi tên trúng vào ngạch kích xa cách 150 bước để giúp Lưu Bị cùng Kỷ Ninh giảng hòa, khiến mọi người đều kinh ngạc và thán phục. Theo ghi chép của Tam Quốc Chí, sau khi Đổng Trác bị giết, Lữ Bố đã từng ở ngoại thành Trường An đối đầu với tướng quân Quách Dĩ, cùng nhau đấu một trận tay đôi, nhưng Quách Dĩ đã bị Lữ Bố dùng giáo đâm trúng. Có thể thấy, Lữ Bố thực sự có năng lực xuất sắc trong việc cưỡi ngựa bắn cung. Sau khi trốn khỏi Trường An, Lữ Bố từng tạm thời trú ngụ dưới trướng Viên Thiệu. Lúc đó, Viên Thiệu đang chiến đấu với quân Hắc Sơn do Trương Yên chỉ huy. Lữ Bố cưỡi ngựa xích thố, có khả năng vượt hào như đi trên mặt đất, chỉ dẫn theo vài chục người thân tín mà dám xông thẳng vào đội quân của Trương Yên. Thậm chí có lúc, mỗi ngày Lữ Bố còn đi đến 3-4 lần, mỗi lần đều có thể chém chết không ít quân Hắc Sơn, khiến Trương Yên đau đầu không thôi. Sau hơn 10 ngày giao tranh ác liệt, quân Khăn Vàng của Trương Yên cuối cùng không thể trụ vững, đại bại mà tháo chạy. Qua đó có thể thấy, Lữ Bố thực sự xứng đáng với danh hiệu phi tướng. Một câu cổ ngữ của Trung Quốc rằng, tướng lấy dũng làm gốc, khi hành sự phải túc trí đa mưu. Các tướng lĩnh thời xưa chủ yếu vẫn so tài về kinh nghiệm đối mặt với kẻ thù trên chiến trường và chiến lược bố trí quân đội. Những việc như Lữ Bố và Quách Dĩ đấu tay đôi rất hiếm khi xảy ra trên chiến trường. Dù Lữ Bố được ca ngợi là phi tướng, nhưng nếu nói về việc chỉ huy quân đội trong thời kỳ cuối Triều Hán và thời Tam Quốc, nơi có nhiều danh tướng xuất hiện thì ông hoàn toàn không có tên tuổi. Chưa nói đến các danh tướng như Quan Vũ, Lục Tốn mà ngay cả Lý Thôi, Quách Dĩ hay Tôn Kiên cũng đã từng đánh bại Lữ Bố. Thậm chí một người lính vô danh tên Lý Tiến ở huyện Thừa Thị đã từng dẫn dắt dân quân đánh cho Lữ Bố phải thảm bại. Do đó có thể nói, Lữ Bố là một người dũng mãnh nhưng không xứng đáng với danh hiệu dũng tướng. Thậm chí xét từ một số khía cạnh, ông còn không xứng đáng được gọi là tướng. Điều khiến Lữ Bố bị người đời chỉ trích nhiều nhất chính là tính cách của ông thay đổi thất thường, không kiên định. Lữ Bố sinh ra trong thời loạn lạc, nhờ vào tài nghệ khiến chư hầu khiếp sợ, dù không thể bình định thiên hạ nhưng ít nhất cũng có thể thống trị một phương. Tuy nhiên, ông lại trở thành một trong những người đầu tiên rút lui khỏi sân khấu tranh bá vào cuối Triều Hán. Nguyên nhân sâu xa là do Lữ Bố hữu dũng vô mưu, cách hành xử lại quá cực đoan. Lữ Bố ban đầu làm chủ bộ dưới trướng Đinh Nguyên. Lịch sử sau đó đã chứng minh rằng Đinh Nguyên là người duy nhất thực sự đánh giá cao và đối xử chân thành với Lữ Bố. Cuộc sống của Lữ Bố vào thời điểm này cũng khá ổn. Nhưng khi Đổng Trác đề xuất đổi chức vụ cao và lộc hậu để lấy đầu Đinh Nguyên, Lữ Bố không chút do dự đã ra tay tàn nhẫn và còn thôn tính quân đội của Đinh Nguyên. Từ đó, Lữ Bố trở thành nhân vật chủ chốt của quân đội Tinh Châu. Vào thời điểm đó, có thể nắm giữ quân đội của một vùng thì chắc chắn là một nhân vật có tầm quan trọng lớn. Chính vì vậy, Đổng Trác đã hết lòng kéo Lữ Bố về, không chỉ thể như cha con với Lữ Bố mà còn để ông làm kỵ đô úy.
Tuy nhiên, tất cả chỉ là bề ngoài, bởi trong thâm tâm đồng chắc, khinh thường Lữ Bố là một tên thô lỗ. Chỉ cần có chút không vừa ý là sẽ ra tay đánh Lữ Bố. Thậm chí còn từng rút kích ném về Lữ Bố không chút nể mặt. Những điều trên cũng trở thành nguyên nhân khiến Lữ Bố sau này ám sát Đổng Trác. Đổng Trác vốn ban đầu không thích người con nuôi này, nhưng Lữ Bố lại không biết kiềm chế, thậm chí còn có quan hệ với nữ tỳ của Đổng Trác và luôn lo lắng việc vụng trộm bị Đổng Trác phát hiện. Về sau, Vương Doãn đã lợi dụng bí mật nhỏ này để kéo Lữ Bố về phía mình, đồng thời hứa hẹn với ông về chức vụ cao và đại ngộ hậu hĩnh. Dưới sự uy hiếp và dụ dỗ của Vương Doãn, Lữ Bố lại một lần nữa phản bội chủ cũ và ám sát Đổng Trác. Nhưng đây lại là điều tốt duy nhất trong suốt cuộc đời mà ông làm được. Sau khi trốn khỏi Trường An, Lữ Bố đã lần lượt đầu quân cho các nhân vật như Viên Thuật, Trương Dương, nhưng mọi người đều biết rõ tính cách của ông, sợ mình sẽ trở thành Đổng Trác tiếp theo nên không ai chịu tiếp nhận ông. Khi Lữ Bố đang vô cùng hoang mang thì Trần Cung và Trương Mạc đã cho ông một cơ hội. Lữ Bố hợp tác với Trần Cung và những người khác, một lần đánh chiếm căn cứ của Tào Tháo ở Duyện. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ Duyện chỉ còn lại 3 thành phố thuộc Tào, số còn lại đều đầu hàng Lữ Bố. Đối mặt với tình huống thuận lợi, nhưng lúc này Lữ Bố lại thể hiện mặt yếu kém về đức hạnh và trí tuệ của mình. Cuối cùng, sau 3 năm chiến đấu gian khổ, ông vẫn bị Tào Tháo đuổi khỏi Duyện Châu vào năm 195. Từ sau thất bại ở Duyện Châu, Lữ Bố đã ra đến lãnh thổ của Lưu Bị tại Từ Châu. Nhân lúc Lưu Bị đang giao chiến với Viên Thuật, Lữ Bố đã tấn công chiếm lấy Từ Châu và bắt giữ toàn bộ vợ con của Lưu Bị, dẫn đến tinh thần quân đội sụp đổ, thảm bại. Lưu Bị vất vả cả đời, khó khăn lắm mới có được Từ Châu, vậy mà lại để Lữ Bố làm cho mọi thứ trở về con số không trong một đêm. Năm 198, Tào Tháo dẫn quân trực tiếp chống lại Lữ Bố, hai bên giằng co suốt vài tháng. Sau đó, quân Tào đã đào kênh dẫn nước từ sông Nghi Thủy và sông Tứ Thủy, làm ngập thành Hạ Bì. Thủ hạ của Lữ Bố là Hầu Thành cũng nhân cơ hội phản bội. Trong tình thế cùng quẫn, ông đã mở cửa thành đầu hàng. Lữ Bố ban đầu định dùng việc phục vụ Tào Tháo làm điều kiện để đổi lấy cơ hội sống sót. Nhưng dưới sự can ngăn của Lưu Bị, Tào Tháo cũng sợ rằng mình sẽ đi vào vết xe đổ của Đinh Nguyên và Đổng Trác, nên đã thẳng tay xử tử Lữ Bố. Từ đó, vị tướng từng hùng mạnh từng đối đầu với Tào Tháo, sát cánh bên Viên Thuật, dẫm đạp Lưu Bị dưới chân, đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc chiến Tam Quốc. Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ Tâm Linh Cuộc Sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.